đúng 2 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được trời Phật độ mệnh, vận đỏ hơn son, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đánh đâu trúng đấy, đào thấy mỏ vàng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Mến chào quý vị anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc quý anh chị tuổi Ất Mão một mùa xuân tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Ất Mão vận số cuộc đời, tuổi Mộc mạng thủy điểm tô danh tài, thông minh ứng xử rất nhanh, với nhiều năng lực công danh sớm vào, thu đông xanh thuận sang giàu, gia đình hạnh phúc đượm màu vinh quang. Nghịch xanh lỗi số gian nan, ba chìm bảy nổi ra đàng khó yên, một tay tạo của tạo tiền, hậu vận sung túc đảo điên giảm dần, giáp thìn vận thế có phần, tài lộc không thiếu bản thân an nhàn. Vâng thưa quý mệnh chủ tuổi Ất Mão thân mến, theo quan điểm tử vi phương Đông thì mỗi con giáp đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý may mắn thuận lợi ở thời điểm này, nhưng lại vỡ nợ phá sản xui xẻo đen đủi đủ đường ở thời điểm khác. Và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng, may mắn được cấu thành từ việc nhìn nhận và nắm bắt cơ hội. Quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng để có vận may bùng nổ, dễ trúng số độc đắc, đổi vận giàu sang, kiếm 100 tỷ về tay. Thầy Tử Vi có tiết lộ rằng, bước sang 2 tháng đầu năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn được xem là thời điểm đại cát đại lợi, bùng phát tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc ùn ùn chui vào túi tuổi Ất Mão 1975, con giáp sẽ có số đỏ khi vận may bùng nổ, trúng số độc đắc có 100 tỷ cầm tay. Giàu vô địch thiên hạ, trả hết nợ nần, đây được coi là thời khắc trời đất dung hòa hiếm hoi và phúc lộc trời ban riêng cho tuổi này. Nhờ được Tử Vi và Long Trì Cát Tinh bảo hộ, thần Phật hết mực nâng đỡ, quý nhân chỉ đường dẫn lối, vì vậy giúp họ gặt hái được nhiều tiền bạc. Có thể nói là may mắn, sung túc 10 phân vẹn 10, phúc lộc vô biên ông trời ban riêng cho Ất Mão. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ diễn ra như thế nào? Đâu là cơ may đặc biệt ông trời phát riêng cho tuổi này và đâu là điểm xui mà bản mệnh cần chú ý kiêng kỵ? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi khám phá ngay sau đây quý vị nhé! Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Ất Mão trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Ất Mão. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất và ngay bây giờ, chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, hay còn gọi là đắc đạo chi thố, thọ đắc đạo, âm mạng tuổi âm 50 tuổi, sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 31 tháng 1 năm 1976, ngũ hành bản mệnh, đại khê thủy, nước khe lớn, tướng xương, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Ất Mão sinh năm 1975, có nạp âm ngũ hành là đại khê thủy, do can Ất âm mộc, ghép với chi Mão, âm mộc, ta có can và chi cùng hành mộc. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thủy sinh mộc, nên thuộc lứa tuổi có nhiều năng lực, thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Tuổi Ất đứng thứ nhì trong hàng can, tính tình mạch lạc kỹ càng, ít khi bị sai lầm, biết lợi dụng thời cơ khi đắc thời, chi Mão là nhanh nhẹn, khôn ngoan, cực kỳ mẫn tiệp, có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết định điều gì là thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang. Thích sống đời tự lập, ngại gò bó, không ưa lệ thuộc vào người khác, tuổi Mão mệnh thủy thường suy nghĩ đơn giản, hơi ngang bướng, cố chấp, khó đạt được thành tựu lớn, nếu có được sao tốt tương trợ sẽ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, tuy lương thiện, nhưng Ất Mão cũng là người biết tính toán và cũng lắm mưu mẹo, bản thân có vẻ ngoài vô cùng lạnh nhạt, nhưng sáng suốt trong mọi việc, thường là người kết nối mọi người. Ất là mộc, Mão là mộc, nạp âm hành thủy, nên khi đối diện trước hung vận Ất Mão khá mềm dẻo. Người tuổi Ất Mão 1975 mệnh đại khê thủy tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình,
hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm, nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Tuổi Ất Mão có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng lại được sung sướng về tinh thần. Tử vi chọn đời tuổi Ất Mão cho thấy, cuộc đời họ không lấy gì làm khổ cực, họ có số hưởng giàu sang và có thể thu về nhiều điều tốt đẹp, đến hậu vận có cuộc sống đầy đủ tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo êm ấm thuận hòa. Những người tuổi Ất Mão 1975 là những người có mệnh thủy với tính thủy khá mạnh, có sự biến hóa bất ngờ, nên người mang mệnh này thường là những người yêu thích sự tự do, chán ghét, phải dập theo khuôn khổ hoặc ràng buộc. Những người tuổi này thường là người giỏi và phương diện xã giao rất khéo thuyết phục người khác, họ nhạy bén trong việc nắm bắt tâm trạng của những người xung quanh, nên luôn sẵn sàng lắng nghe và tâm sự. Ngoài ra họ còn là người có trực giác khá tốt, uyển chuyển và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Vận trình người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024. Giới tử vi nhận định rằng, về tổng thể năm 2024, người tuổi Ất Mão sẽ trải qua một năm nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Một năm bận rộn, vất vả, nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hồn hạp làm ăn. Xét về địa chi, người tuổi này chi Mão thuộc hành Mộc, gặp năm Giáp Thìn thuộc hành Thổ là quan hệ lục phá, tương hại. Trong năm công việc của người tuổi Mão nhiều biến động đưa tới, khó được như kỳ vọng ban đầu đặt ra. Xem tử vi tuổi Ất Mão năm 2024, thấy ngũ hành của chi năm xung khắc với ngũ hành của chi tuổi, bởi vậy người tuổi này nên chú ý sức khỏe trong năm dễ hao tổn nhiều. Xét về thiên can, xem tử vi tuổi 1975 năm 2024 thấy thiên can của tuổi Ất thuộc ngũ hành Mộc, gặp năm có thiên can Giáp thuộc ngũ hành Mộc là bình hòa. Trong năm 2024, người tuổi này công việc chủ về bình thường và không có sự chuyển biến lớn, tài chính có thể kiếm ra được tiền bạc, nhưng đồng nghĩa với việc phải chi tiêu nhiều. Về ngũ hành can năm Dương Mộc, gặp ngũ hành can tuổi Mộc là sự tính toán, đồng thời nhận được sự giúp đỡ từ người thân và những người xung quanh, xuất hành thuận lợi. Xét về mối quan hệ ngũ hành, luận tử vi Ất Mão 2024 thấy, người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm 2024 là ngũ hành hỏa, thể hiện về quan hệ khắc xuất, xấu, bởi vậy trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh có thể phải đối diện với nhiều hao tốn, đó là về sức khỏe không được tốt, khó khăn hay bất lợi đưa tới cho công việc. Tuy nhiên, đây cũng là năm chủ mệnh tuổi này đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân phù trợ. Xét theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Mão gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa, hình ảnh mang ý nghĩa về sự vương giả, thịnh vượng về tài lộc. Chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết, tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia nương tựa. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Ất Mão. Tam tai 2024, tuổi Ất Mão không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi Ất Mão không phạm kim lâu, có thể đứng tên tiến hành việc lớn trong nhà như xây dựng nhà cửa, lo liệu cưới gả cho con cháu. Hoàng ốc 2024, tuổi Ất Mão phạm hoàng ốc, yếu tố xem xét khi xây dựng nhà cửa. Xét về tuổi Ất Mão nam mạng. Sao chiếu mệnh. Mệnh chủ sinh năm 1975 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2024, chòm sao phúc tinh chủ về tài lộc và sức khỏe, Ất Mão nam mạng có vận khí khá thịnh vượng, vượt qua giai đoạn thăng trầm trong công việc nhờ tài trí thông minh, cách cư xử khéo léo, nếu duy trì phong độ làm việc ổn định, mệnh chủ sẽ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu sự nghiệp. Vận hạn, bước sang năm 2024, Ất Mão nam mạng gặp hạn toán tận, vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Nam mạng tuổi Ất Mão nên lưu tâm tới vấn đề tài chính, chủ động quản lý chi tiêu cá nhân cũng như tích lũy an toàn để bảo vệ nguồn thu tài sản. Vận hạn nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng trong việc đầu tư, vay mượn hay ký kết giấy tờ. Bình giải chi tiết lá số tử vi nam tuổi Mão 1975 trong 2 tháng năm 2024 trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài chính,
tình duyên và sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Căn cứ vào tính toán cung mệnh 12 con giáp năm 2024, thầy tử vi Tiết Lộc dự ngôn chấn động rằng dự định phát triển sự nghiệp của Ất Mão Nam Mạng tiếp tục được tiến hành trong 2 tháng đầu năm 2024. Mệnh chủ tập trung hoàn thiện dự án năm cũ, đồng thời triển khai và thực hiện kế hoạch năm mới. Sẽ có một số bất cập trong quá trình làm việc, tuy nhiên điều này có thể giải quyết nhanh chóng nhờ sự am hiểu của bản mệnh. Nam Mạng tuổi Mão nên kết giao với những người làm việc có nguyên tắc chuẩn mực, họ sẽ giúp mệnh chủ phát triển toàn diện các khía cạnh trong công việc. Trong 2 tháng đầu năm này, Nam tuổi Mão 1975 làm việc với thái độ bình thản, chậm rãi, chắc chắn thì sẽ đạt được thành quả tốt. 2. Tài chính. Xét theo tử vi học nhận thấy, phương diện tài chính của bản mệnh Ất Mão trong 2 tháng đầu năm nay duy trì ổn định. Nhờ mức thu nhập từ công việc, tình hình tài chính có xu hướng gia tăng khi mệnh chủ lựa chọn đầu tư tích lũy thông minh và an toàn. Ở tuổi 50, Ất Mão Nam Mạng nên có kế hoạch cho các khoản chi tiêu, tiết kiệm để có của ăn của để, cuộc sống ấm no đầy đủ khi mệnh chủ có khả năng làm chủ tài chính, tích tiểu thành đại. 3. Sức khỏe. Thầy tử vi có lời khuyên rằng, độ tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng để bảo trì và gìn giữ sức khỏe. Do đó, Nam tuổi Mão 1975 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể, thường xuyên đi khám định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất. 2 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh Ất Mão có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc. Biết quý trọng sinh mệnh, sống lạc quan tích cực sẽ giúp mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. 4. Tình duyên gia đạo. Giới tử vi đánh giá, cuộc sống hôn nhân của Ất Mão Nam Mạng 2 tháng đầu năm 2024 được yên bình và hạnh phúc. Đôi lúc tình cảm vợ chồng trở nên xa cách khi cả hai bận rộn, dành ít thời gian cho nhau. Thế nhưng chỉ cần hai người luôn một lòng một dạ với đối phương, thuận vợ thuận chồng thì sẽ làm nên đại sự. Trong cuộc sống gia đạo, Nam tuổi Mão 1975 nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe và chấp nhận những quan điểm khác biệt của người thân. Gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng đáng quý nhất. Những khoảnh khắc ấm áp bên con cháu có thể giúp mệnh chủ giải tỏa áp lực, xua tan phiền lo cuộc sống. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của Ất Mão nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Ất Mão nữ mạng gặp sao chiếu mệnh Thổ Tú trong năm Giáp Thìn, chòm sao chủ về thị phi, thử thách. Năm này mệnh chủ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên làm việc lao lực gây tổn hại đến sức khỏe. Trong cuộc sống, nữ tuổi Mão 1975 hãy giữ thái độ dĩ hòa vi quý, đối với chuyện gièm pha thì nhẹ nhàng cho qua, không nên bận tâm nhiều. Vận hạn. Nữ mạng tuổi Ất Mão gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm 2024, vận hạn chủ về sức khỏe, năng lượng suy giảm, vận hạn nhắc nhở bản mệnh nên chú ý tới tình trạng sức khỏe, trạng thái tinh thần, có những chuyện không thể cưỡng cầu thì nên thuận theo lẽ tự nhiên để tâm được an, lòng thanh thản, hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân, gia đình thì mệnh chủ sẽ cảm thấy hạnh phúc, an nhiên. Tử vi nữ mạng tuổi Mão 1975 trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn được bình giải trên các phương diện công danh sự nghiệp, tài chính, tình duyên và sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi có nói rằng trải qua nhiều năm làm việc, Ất Mão nữ mạng đã tích lũy được kinh nghiệm dày dặn, vốn sống phong phú cùng các mối quan hệ xã hội cần thiết. Công sức nhiều năm không chỉ giúp bản mệnh duy trì công việc hiện tại mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho hậu thế về sau. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Mão ổn định sự nghiệp và công việc đã có luồng quỹ đạo riêng, mệnh chủ không cần phải hao tâm tốn sức nhiều mà chỉ nên làm việc nhẹ nhàng, giảm thời gian rảnh rỗi, như vậy vừa tốt cho sức khỏe tinh thần mà cuộc sống nữ Ất Mão vẫn luôn chủ động. 2. Tài chính. Bước sang độ tuổi 50, khi con cái đã trưởng thành và dần xây dựng cuộc sống riêng, nữ tuổi Ất Mão đã không còn nhiều khoản lo toan về kinh tế nữa. Lúc này cuộc sống dần hướng về những điều mộc mạc, giản dị nhưng mang tới niềm vui hạnh phúc là người phụ nữ trong gia đình. Nữ mạng Ất Mão rất biết cân đối thu chi, quản lý tài chính, tiết kiệm tiền bạc, nhờ vậy mà hậu vận cuộc sống được chủ động, thảnh thơi hơn. 2 tháng đầu năm 2024 này, tình hình tài chính của nữ mạng Ất Mão được dư giả, ổn định. Mệnh chủ nên phát huy các phương án tích lũy an toàn tránh mạo hiểm. 3. Sức khỏe. Xem tử vi năm 2024 của tuổi Ất Mão thấy rằng, ở độ tuổi 50 nữ mạng tuổi Ất Mão có thể phải đối mặt với tình trạng lão hóa da và cơ thể. Điều này nhắc nhở mệnh chủ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn để đẩy lùi lão hóa, duy trì vẻ đẹp nâng cao sức khỏe, thay vì dành toàn bộ tâm huyết để lo toan cho người khác.
bản mệnh nên quan tâm tới thể trạng và tinh thần của mình. Có câu, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Vì thế đừng quên bảo vệ tài sản vô giá này càng sớm càng tốt. 4. Tình duyên gia đạo. Xét về phương diện tình duyên gia đạo thì thấy rõ, chuyện hôn nhân của nữ tuổi Mão 1975 trong 2 tháng đầu năm, năm Giáp Thìn, được êm ấm hòa hợp. Vợ chồng đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nên vô cùng thấu hiểu gắn bó, có một người bên cạnh quan tâm chia sẻ tâm tư. Nữ Ất Mão sẽ giảm bớt cảm giác hụt hẫng cô đơn ở tuổi xế chiều, mong muốn gia đạo thuận hòa, hạnh phúc, nên bản mệnh tuổi Mão 1975 luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, mệnh chủ nên giảm bớt sự khắt khe và cầu toàn, điều đó sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình rút ngắn khoảng cách hơn. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Ất Mão trong những tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, thầy tử vi chia sẻ, suốt thời gian vừa qua bản mệnh Ất Mão khá từ tốn, cẩn thận. Khi làm việc gì cũng có kế hoạch chu đáo và cuối cùng cũng mang lại những thay đổi tích cực cho công việc của con giáp tuổi Ất Mão trong tháng 1 âm năm Giáp Thìn này. Thầy tử vi chỉ điểm, đây là giai đoạn thích hợp để Ất Mão thực hiện những kế hoạch bạn ấp ủ trước đó, tuy nhiên vẫn cần căn cứ vào tình hình thực tế để xúc tiến mọi thứ phát triển. Trong tháng riêng năm 2024 này, Tam Bích nhập cung Đông Bắc, người mệnh này tiếp tục bị những rắc rối thị phi bao vây, chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc. Nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh, càng nhiễu nhưng phức tạp. Tuy nhiên, đế vượng nhập mệnh cũng có phần gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Khi bạn cảm thấy mình quá xuất sắc, thì bạn nghĩ mình hơn người, thích tranh giành phần thắng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Điều này không tốt cho chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng này. Với những người độc thân, đây không phải là tháng may mắn của bạn. Nhất là những ai đang đặt công việc lên trên tình cảm, thì khoảng thời gian này nguy cơ rạn nứt là rất cao. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Theo lá số tử vi tuổi Ất Mão nhận thấy, tháng 2 năm 2024 âm lịch là khoảng thời gian có tốt, có xấu đối với người tuổi Ất Mão. Vì vậy, thầy tử vi có nhắc nhở, bạn luôn cần phải cẩn thận trong cách hành xử và mỗi khi đưa ra quyết định để hạn chế các rắc rối ập tới bất ngờ. Tháng 2 âm này có lâm quan chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của bản mệnh nhìn chung khá sáng sủa, bạn là người chăm chỉ, tích cực làm việc, không ngại nhận việc khó. Do đó rất dễ được lòng cấp trên, tuy nhiên, bạn làm gì cũng phải tự biết lượng sức mình, không nên nhận quá nhiều việc cùng một lúc, tự gây áp lực cho cơ thể và bản thân. Tình hình tài chính của Ất Mão trong tháng 2 âm này cũng khá ổn định, bạn có thể được nhận những khoản thưởng nóng từ những đóng góp cho tập thể từ khoảng thời gian trước đó. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa, trong khi đó, với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong lĩnh vực mới, dù đôi lúc phải vất vả bôn ba, song bạn thu được nhiều điều đáng quý. Tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi Mão âm lịch thấy rằng chuyện tình cảm của Ất Mão thì lại chẳng suôn sẻ như mong muốn. Bạn và người ấy vẫn có nhiều khúc mắc với nhau. Có thể ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sóng ngầm tồn tại. Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, thì mối quan hệ đôi bên sẽ chẳng tồn tại được lâu. Tổng kết lại, dựa trên cơ sở phân tích tổng hòa của nhiều yếu tố phía trên thấy rằng tử vi tuổi Ất Mão năm 2024 ở mức trung bình, không quá khó khăn, cũng như chưa thể đạt độ rực rỡ, cục diện thái tuế không hậu thuẫn, khiến công việc trục trặc, đối mặt với sức cạnh tranh lớn. Các mối quan hệ hợp tác có thể đứt gánh giữa đường, dẫn tới tranh chấp, thậm chí có hạng mục phải chấp nhận bắt đầu lại. Tuy nhiên, trong từng thời điểm đương sự nhận được sự hỗ trợ của các tinh và vận niên Giáp Thìn, nên vẫn có cơ hội hóa hung thành cát, biến nguy thành cơ, công việc làm ăn vì thế mà được duy trì ở thế cân bằng, tiền bạc cũng vào ra bình ổn, không quá thăng trầm hay sóng gió. Gia đạo lúc đầu nhiều phiền muộn, nhưng sau cũng được tháo gỡ, nhìn chung vẫn khá hài hòa, người trên người dưới kính nể, tôn trọng lẫn nhau, có điều sức khỏe giảm sút mạnh. Ngoài ốm đau vặt còn có thể mắc bệnh nghiêm trọng, theo đó mệnh chủ nên lưu tâm nghỉ ngơi nhiều hơn, ngoài ra đi đứng cẩn thận, đi xa bất lợi, nên hạn chế kẻo gặp tai nạn bất. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ Ất Mão xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi Ất Mão nam mạng. Nam mạng tuổi Ất Mão nếu muốn giảm tránh tác động xấu của hạn toán tận, trước hết nên đề cao tâm tính, giữ gìn phẩm hạnh, sống hướng thiện, gieo duyên lành,
giúp đỡ người khác không màng báo đáp để cải biến vận mệnh đã định. Ngoài ra, Ất Mão nam mạng có thể tiến hành dâng sao giải hạn tại gia hoặc đền chùa, thực hiện một lần vào thời điểm đầu xuân Giáp Thìn là đẹp nhất khi tiến hành mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, dâng hương thành kính. Với tuổi Ất Mão nữ mạng, để giảm trừ tác động xấu của sao Thổ Tú và hạn Huỳnh Tuyền, nữ mạng Ất Mão nên sống thiện lương, tích đức hành thiện, giữ tâm ý trong sạch, nuôi dưỡng chánh niệm, gieo nhân duyên lành, như vậy sẽ tích công đức cho bản thân và con cháu thế hệ sau. Đồng thời bản mệnh tuổi Mão 1975 có thể thực hiện nghi lễ dâng sao giải hạn tại gia hoặc tại chùa, lễ cũng thực hiện một lần trong năm. Khi tiến hành tín chủ chuẩn bị lễ vật thành tâm, không cần quá cầu kỳ, thành kính dâng hương thì sẽ được chứng giám. Vật phẩm phong thủy. Để cầu an yên, sức khỏe, tuổi Ất Mão 1975 có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Mão được Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật Văn Thù Bồ Tát bên mình để cầu Đức Phật soi sáng, dẫn đường chỉ lối tới con đường hướng thiện, từ bi hỷ xả, buông bỏ tham, sân, si. Sinh năm 1975 mệnh thủy, hợp mặt Phật Văn Thù đá núi lửa đen, tương hợp, hoặc mặt Phật đá mã não trắng, tương sinh. Tác dụng phong thủy của vòng tay trầm hương giúp bản mệnh cầu sức khỏe, bình an, hóa giải vận xui. Không chỉ vậy, hương thơm nồng ấm của gỗ trầm có thể cải thiện giấc ngủ, trấn an tinh thần cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Ất Mão năm Giáp Thìn 2024. Ứng dụng phong thủy may mắn giúp nữ mạng tuổi Ất Mão đón nhận may mắn, tài lộc năm mới, mời quý tín chủ theo dõi những thông tin trong phần dưới đây. 1. Chọn người hợp tuổi Sông Nhà. Chọn người hợp tuổi Sông Nhà để khởi đầu một năm mới với năng lượng tốt lành, niềm vui may mắn, theo quan niệm của ông cha ta. Chọn tuổi Sông Nhà cần căn cứ vào tiêu chuẩn hợp tuổi với gia chủ, nếu đó là người tốt bụng, sởi lởi thì càng mang tới nhiều phước lành. Trong 12 con giáp, tuổi Mão thuộc nhóm tam hợp, Hợi Mão Mùi, nhị hợp, Mão Tuất, như vậy bản mệnh nên chọn người tuổi Hợi, Mùi hoặc Tuất để xông đất đầu năm. Ngoài ra, tuổi 1975 mệnh thủy, mệnh hợp Sông Nhà là mệnh kim. Danh sách người hợp tuổi xông đất đầu năm cho tuổi Ất Mão bao gồm tuổi Kỷ Hợi 1959, tuổi Nhâm Tý 1972, tuổi Canh Thân 1980, tuổi Kỷ Tỵ 1989, tuổi Nhâm Ngọ 2002, tuổi Quý Mùi 2003. Nam hay nữ Sông Nhà đều tốt, quan trọng là con người họ chân thành, lương thiện, sống chan hòa với mọi người. Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão 1975 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Ất Mão nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Ất Mão. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Ất Mão nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Hợi 1959, tốt, Canh Thân 1980, tốt, Canh Dần 1950, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Nhâm Ngọ 2002, khá, Quý Mùi 2003, khá, Mậu Tuất 1958, trung bình, Đinh Hợi 1947, trung bình, Tân Mão 1951, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Tân Sửu 1961,
Sấu, Giáp Dần 1974, Sấu, Bính Thìn 1976, Sấu, Quý Hợi 1983, Sấu, Bính Dần 1986, Sấu, Bính Tý 1996, Sấu, Canh Thìn 2000, Sấu, Bính Ngọ 1966, Sấu, Quý Mão 1963, Sấu. Bản mệnh tuổi Ất Mão nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Tuổi Ất Mão khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa. Chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng riêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý. Lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Tuổi Ất Mão năm 1975 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn trong năm Giáp Thìn dành cho người tuổi Ất Mão 1975 gồm mặt Phật Di Lặc và vòng tay Tỳ Hưu. Nụ cười vô tư hạnh phúc của Phật Di Lặc có thể hóa giải khổ đau nhân thế, cứu rỗi chúng sinh khỏi muộn phiền. Thỉnh mặt Phật Di Lặc để nhắc nhở bản thân buông bỏ chấp niệm,
hướng về những giá trị và vẻ đẹp trong tâm hồn. Tuổi Mão 1975 mệnh Thủy nên sử dụng mặt Phật đá núi lửa đen tương hợp hoặc mặt Phật đá mã não trắng tương sinh. Trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật trấn giữ tiền bạc của cải, được giới làm ăn buôn bán rất ưa chuộng. Tuổi Ất Mão có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu để cầu tiền tài, danh vọng, giàu sang phú quý. Tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn hợp với các màu thuộc mệnh mộc như xanh lục, xanh lá. Người sinh năm 1975 mệnh Thủy tương sinh với các màu thuộc hành kim, mộc, tương hợp với các màu thuộc hành thủy. Năm 2024 là năm mệnh Hỏa, có mối quan hệ tương sinh với mệnh mộc, do đó mệnh chủ nên ưu tiên các màu xanh lục, xanh lá. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về 4 thứ hút sạch phúc khí của gia đình. Theo lời Phật dạy, hãy dành vài phút lắng nghe Đức Phật giảng để thấy những thứ làm hao tổn phước của một gia đình nhanh nhất là gì để tránh. Tâm bất an hút hết phúc lành. Trạng thái lý tưởng nhất của cuộc sống là mọi người sống hòa thuận với nhau và không tham gia vào quá nhiều việc làm hại lẫn nhau. Nhưng thực tế là ai cũng có những toan tính nhỏ nhặt của riêng mình. Tính toán quá chi ly, không có quá nhiều sự nhún nhường và thỏa hiệp, chỉ có sự hiếu thắng của kẻ hám lợi mà thôi. Đến cả người thân trong nhà đôi khi còn ganh ghét nhau, làm khó nhau. Lòng người có thể gói gọn trong chữ bồn chồn. Nếu một người bồn chồn, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh người đó. Nếu một nhóm người bất an, sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình. Từ góc độ tâm lý con người, nếu cuộc sống quá bình thường thì sẽ có người đến quậy phá. Nếu cuộc sống quá ổn định thì sẽ có người bất an. Nếu cuộc sống quá bình lặng thì sẽ có người phá hoại. Trái tim con người là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Chính cái lòng không yên đã khiến người ta làm những việc này. Một khi con người trở nên bất an liên tục, không chỉ phước lành của bản thân họ sẽ bị mất đi, mà ngay cả phước lành của gia đình họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tham lam sẽ hút hết vận may. Trên thế giới này, có bao nhiêu người đang chiến đấu, hay có bao nhiêu người buông tay, có bao người đang cạnh tranh. Nếu một người tranh giành thứ không thuộc về mình, rồi trở nên quá cố chấp, thì đó là đi ngược ý trời. Sớm muộn cũng sẽ hiểu nhân quả không chừa một ai. Trong một gia đình, một số anh chị em tranh giành tài sản không phải của mình với những người ruột thịt. Kết quả là, nó vừa phá hủy mối quan hệ gia đình, vừa biến những người thân xung quanh họ thành kẻ thù. Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật. Tất cả những gì không thuộc về mình, dù có ép buộc thế nào cũng chẳng được gì. Đồng thời cũng làm hỏng cả phần đời còn lại. Nhân quả rất công bằng, nó có thể lấy lại những gì đã trao cho người không xứng đáng. Trên nhân đạo là thiên đạo, đừng xem thường ý trời. Gia đình nào mà càng có nhiều con cháu tham lam, thì càng về sau gia đình đó càng mất phước rất nhanh. Chính thái độ cầu nhanh hút đi vận may. Khái niệm nhanh đã khắc sâu vào tâm khảm con người hiện đại. Nó chính là thứ làm hao tổn phước của một gia đình. Hầu hết mọi người nghĩ rằng miễn là họ có tốc độ nhanh nhảu, thì quá trình của mọi thứ đều có thể được đẩy nhanh. Thực ra cái gọi là đến vội, đi vội là sự thật, mà nhiều người vẫn cố chấp chưa chịu tin. Giống như việc kiếm tiền, bạn thích kiếm tiền nhanh chóng, nhưng khi kiếm được rồi bạn sẽ không quá coi trọng đồng tiền, tiêu pha rất hoang phí. Trong suốt quá trình này, bạn sẽ không khỏi băn khoăn tại sao người khác lại giàu có dễ dàng, trong khi họ lạc lối và kiếm tiền nhanh chóng. Sau một vài năm những người kiếm tiền nhanh chóng đã phá sản, có những người kiếm tiền chậm nhưng đều đặn, sống một cuộc sống ổn định và ngày càng tích lũy được nhiều tiền hơn. Nếu quá nhanh xu hướng suy thoái sẽ xuất hiện trước khi bạn kịp giàu có, không cần phải nhanh chóng trong mọi việc, hãy cứ bình tĩnh làm từng việc thật chắc chắn, thì cuộc sống sẽ ngày càng ổn định. Những người tham lam muốn giàu nhanh, kiếm tiền nhanh mà không cần tốn nhiều công sức, thời gian thì sớm muộn cũng phá sản. 30 chưa phải là Tết nên đừng có cười vội. Chính tư tưởng đổ lỗi cho người khác đã hút đi phước lành. Khổng Tử tin rằng không nên đổ lỗi cho trời hay thiên vị người khác, có đi học và đi lên mới biết mình là ai. Là người quân tử, không nên phàn nàn về số phận của bản thân, cũng không nên đổ lỗi cho người khác, trời Phật có mắt, biết hết những gì chúng ta nói và làm. Phật dạy về số phận nói, cuộc sống sắp đặt làm cho một số người đau khổ, gặp khó khăn thực ra chỉ để rèn luyện tâm tính của họ, thật nực cười. Những người đã được trời mài giũa lại cảm thấy luật trời không công bằng và oán giận những người xung quanh họ, mà không biết rằng mỗi lần vượt qua khó khăn là mỗi lần bản thân được trưởng thành thông thái hơn. Tức giận không bao giờ là một điều tốt, thử tưởng tượng xem, ví dụ như bạn vốn là một tiểu thư quyền quý, nhưng luôn phàn nàn về ông trời và những người xung quanh. Chẳng phải bạn đang sống như một người hèn hạ, đầy oán hận sao? Sống như thế thì làm sao có thể được ban phước? Đối với trời bạn không nên phàn nàn, nhưng hãy kính sợ. Đối với những người xung quanh, bạn không nên chút giận, mà hãy trân trọng họ. Cuộc đời ngắn ngủi, tu tập không dễ dàng, hãy sống cho hiện tại và trân trọng nó. Ngừng đổ lỗi cho người khác, người biết hoan hỉ cho lỗi lầm của người khác,
là người cao cả, người biết tu tâm dưỡng tính là người xứng đáng có được may mắn. Hy vọng rằng, sau khi theo dõi hết luận giải tử vi tuổi Ất Mão 1975 2 tháng đầu năm 2024, nam nữ mạng, quý tín chủ sẽ đón nhận được những thông điệp ý nghĩa mà Minh Đường Tử Vi muốn truyền tải. Cổ nhân từng nói, tài do đức dưỡng, trí tùy tâm sinh, con người muốn sống tốt mãn nguyện như ý, thì tâm phải trong, đức phải sáng, có như vậy khi đối mặt với khó khăn, cám dỗ bên ngoài mới có thể vững vàng vượt qua. Đón chào Xuân Giáp Thìn vui tươi, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý tín chủ và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, cát tường như ý.